Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Đứa Con Bất Hiếu. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn chưa đến Tết mà cái sòng bài tại căn nhà nhỏ hoang sát bên mé núi đã chợt nên đầm đúc nhộn nhịp. Chủ sòng là một tên đại ca giang hồ có máu mặt tên là Chín Thẹo. Nghe nói gã đã giặt từ tận ngoài Hải Phòng về, mang theo tiền và đàn em để gây dựng nên một đế chế mới. Sau 3 năm chật vật giành giật địa bàn bảo kê thì hiện giờ băng nhóm của Chín gần như thâu tóm hết mọi việc làm ăn phi pháp ở vùng này. Nói thêm một chút về sòng bạc, nó bao gồm đủ loại hình, từ tiến lên phỏm, bài cào cho đến tận tài xỉu và đá gà. Mỗi ngày có đến cả trăm con nghiện cờ bạc tập trung để sát phạt nhau. Chín Cồn không trực tiếp chơi hay là cầm bài, mà chỉ ngồi ở một chiếc bàn gần đó để cho những kẻ mượn tiền mượn nợ. Lãi thì 10% một tuần. Tuy nhiên, từ trước đến giờ rất ít người trả được ngay, bởi cứ nướng vào sòng bài thì có mặt tiền núi cũng hết. Ê, chần chừ gì nữa, trông tiền đi mày. Từ từ đã, cứ chia bài đi. Không trông thì không có chơi nữa. Né ra cho người khác vào sòng bài, biến. Ơ, cái thằng này, tao đắng tuổi mẹ của mày đấy, mày ăn nói cho nó cẩn thận. Thì sao bà thích gì? Tiếng cãi nhau chỉ chói văng lên cả một góc, thu hút sự quan tâm của một tên giang hồ bảo kê. Gã bước tới giường hất hàm. Có chuyện gì đấy? Chú em đây, cho em xem thế nào đi. Chứ cái thằng này nó mất dạy quá rồi. Tôi đắng tuổi mẹ của nó chứ mà nó cứ chửi mắng như cái thằng điên ấy. Người phụ nữ vừa dứt câu thì gã thanh niên gần cổ lên phản bác. Anh Đại, anh làm chủ cho em đi. Cái con bộ này thua 2 cây bài liên tục rồi. Em đã châm chức cho chơi thêm 1 ván nữa để gỡ nợ. Thế nhưng mà nó vẫn tiếp tục thua thêm. Dám bảo trả tiền mới cho chơi tiếp thì nó cãi lại. Anh nghĩ xem, nếu nó bằng tuổi em thì em giết nó rồi đấy. Gã giang hồ tên Đại trừng mắt như người phụ nữ rồi gắt. Có đúng thế không? Tôi cái con mẹ mày chứ, đứng nhanh lên. Nếu còn ù lì gây sự thì đừng có trách. Vừa nói, Đại vừa rút từ phía sau thắt lưng ra một cây baton bằng kim loại. Thế là người phụ nữ vội đứng dậy xua tay. Không cho chơi thì tao về, chứ làm cái gì mà hung dữ vậy? Bà quay sang chỉ vào mặt của gã thanh niên trung sòng. Mày nhớ cái mặt của tao đấy. Sau khi bà rời đi thì có người khác lập tức thế chân. Cứ như vậy sòng bài tiếp tục với vẻ nhốn nháo nhộn nhịp của nó. Người phụ nữ vừa rồi gây sự tên là Diễm, bà năm nay hơn 40, không nghề ngỗng gì cả, chỉ suốt ngày lê la khắp các sòng bài. Tuy nhiên sự bê tha này chỉ mới xuất hiện khoảng chừng 2 năm trước, khi bà Diễm được thừa hưởng một số tiền bán đất không hề nhỏ, lên đến cả gần 3 tỷ đồng từ bố mẹ ruột của mình để lại. Nhưng tiền nhiều cũng chưa hẳn đã tốt. Bà sinh ra làm biếng ăn chơi và đặc biệt nghiện cờ bạc. Tài sản trong nhà cũng cứ như vậy đổi nón ra đi. Hiện giờ tính luôn cả khoản tiền tiết kiệm đang gửi ngân hàng thì bà cũng chỉ chưa đến 200 triệu đồng. Vừa về đến nhà, bà Diễm đã thả người nằm xuống bộ ghế sofa, đưa hai tay lên xoa trán, miệng lẩm nhẩm. Mẹ nó chứ, ngồi có tí mà bay gần chục triệu bạc. Đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì Luân, đứa con trai duy nhất của bà, bước từ trong phòng ra. Mẹ, trên này mẹ không nấu cơm mà. Không, tao mệt quá. Mày ra ngoài ngõ kiếm cái gì ăn đi. Nhưng mà con hết tiền rồi, mẹ cho con đi. Ngay lập tức Luân nhận được cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của mẹ. Tiền tao đưa cho mày lúc sáng đâu? Sao không lấy đó ra mà mua cơm? Lại là cà phê pha thuốc lá hết rồi phải không? Làm gì có đâu, mẹ cho con 50. Con với bà nội ăn sáng hết 40. Bây giờ còn 10.000 hai miệng ăn sao đủ? Cái thằng này, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Tiền tao cho mày thì mày cứ lấy mà ăn cơm. Còn bà ấy thì một ngày ăn một cữ là được rồi. Già cả sống được bao lâu nữa đâu mà lại dành đi cả tiền ăn với con cháu như thế. Mẹ nói vậy sao được chứ? Một ngày một bữa ai chịu cho nổi? Mày có hiếu quá nhỉ? Nếu có hiếu như vậy sao không có đi làm mà kiếm tiền nuôi bà ấy đi? Còn ngửa tay xin tao từng đồng mà còn lên mặt dậy đời? Còn cũng đâu có muốn vậy đâu. Do cái nhà này cắt giảm công nhân cuối năm cho nên thành ra mới thất nghiệp. Trên lúc trước lương con gần 10 triệu cũng đưa cho mẹ để chăm sóc bà chứ không à. Tao nói rồi nha,
Mày muốn nuôi thì mày tự đi kiếm tiền đi, ta không có rảnh. Bất lực, Luân liền thở dài ngao ngán rồi chạy ra ngoài lấy xe máy chạy đi. Nhìn theo bóng của con trai, bà Diễm lẩm bẩm chửi theo mấy câu nữa rồi mới yên. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi chính là Phước, chồng của bà. Ông Phước là thủy thủ trên tàu Viễn Dương cho nên thường xuyên không có mặt ở nhà. Hiện tại cũng đã gần nửa năm xa nhà. Do tin tưởng vợ cho nên ông giao hết mọi thứ cho bà lo liệu. Vừa nhấc máy lên, bà Diễm đã đon đả nói: Bố thằng Luân đó hả? Sao bữa nay gọi điện cho em sớm vậy? Sớm gì nữa mà sớm. Ở đây đang là buổi tối rồi. Anh tranh thủ chút thời gian gọi điện về hỏi thăm mọi người trong nhà xem có mạnh khỏe không. Khỏe chứ, ai cũng béo tốt cả. Dì chứ em mà chăm thì hết bài rồi. Vậy là tốt. À mà anh có gửi thêm tiền vào thẻ cho em được không? Sao nữa đây? Chẳng phải tháng trước đã gửi cả mấy chục triệu tiền lương của anh về cho em rồi còn gì? Ôi dào ơi, nói miệng thì là nhiều tiền thật đấy. Thế nhưng mà anh cứ thử tiêu pha đủ mọi thứ như em đi rồi biết. Và lại cái thằng Luân nó thất nghiệp cả 2 tháng, có làm được thêm cái đồng nào để phụ đâu. Hay là em đi đánh bài hết tiền rồi hả? Ô kìa, anh bị điên à? Em đã thề là bỏ cờ bạc rồi cơ mà. Cả năm nay có động tới nó nữa đâu. Lâu lâu có người rủ thì liền từ chối khéo. Anh không tin thì anh hỏi thằng Luân đây. Thôi anh nói vậy thôi. Em không chơi nữa thì tốt. Để sáng mai anh chuyển tiền cho. Bây giờ đêm rồi mà ở đây không có được ổn định. Em cứ ở nhà lo chăm mẹ đi. Tính ra năm nay cụ cũng đã 8-9 tuổi. Lại còn là tai biến nằm một chỗ. Anh thì còn 2 năm nữa là nghỉ hưu. Em ráng chăm mẹ đến lúc đó. Anh về anh phụ giúp đỡ đần cho. Chứ anh không muốn thấy cảnh bà cụ mất trước khi mà mình nghỉ hưu. Em biết rồi. Anh cứ yên tâm. Ở nhà này em có thể ăn uống kham khổ. Chứ ngày nào mày chẳng ăn yến chung đường phèn. Rồi uống thuốc bắc cả đấy. Vừa ăn bà cụ vừa tấm tắc khen ngon đấy. Nói thêm một vài câu nữa thì ông Phước cúp máy. Thái độ của bà Diễm thay đổi ngay lập tức, bà bĩu môi. Mẹ mẹ, suốt ngày chỉ biết có mẹ thôi. Làm như là có hiếu không bằng đó. Nhắm mắt thiêu thiêu được một lúc thì từ căn phòng nhỏ gần đó, bà cụ Xuân, mẹ chồng của bà Diễm gọi vọng ra. Diễm ơi, mẹ đói. Bị đánh thức bất chợt, bà Diễm lúc này điền quát. Cầm cái miệng đi. Mới 11 giờ trưa mà đói cái gì. Sau tiếng cắt thì bà cụ Xuân im bặt, chốc chốc chỉ còn vang lên những tiếng thút thít tủi thân. Những lần mắng trời này bà cụ chẳng lạ gì cả. Từ ngày tai biến cho đến giờ, bà luôn phải nghe chúng. Cũng từng thử mách với con trai. Tuy nhiên bà Diễm lại lấy lý do mẹ chồng của mình bị lẫn cho nên ăn nói lung tung. Ông Phước tin lời của vợ cho nên không nói gì thêm. Để ông đi làm thì bà ở nhà lại mắng nhiếc cho nhịn đói. Sợ quá bà cụ Xuân đành cắn răng chịu đựng đứa con dâu trời đánh này. Hôm sau nhận được tin nhắn chuyển khoản từ chồng, bà Diễm vui như mở hội. Bà cụ Xuân cũng được hưởng sái một bữa ngon để cho con dâu chụp ảnh gửi cho ông Phước an tâm. Vừa đốt từng muỗng cháo gà, bà Diễm vừa lẩm bẩm. Ăn đi, ăn cho nó nhanh vào. Bà được ăn ngon đấy, thì sau này anh Phước có về đừng có mà nói xấu tôi. Không thì có chết tôi cũng không có đốt cho bà một nén hương đâu. Bà cụ Xuân ứa cả nước mắt nhưng cũng không dám ngưng há miệng ra để nhận những thìa cháo. Ăn xong bà cụ được đóng cho cái tã lớn rồi cứ như vậy nằm yên trong căn phòng vắng lặng. Luân thì từ cuộc nói chuyện với mẹ hôm qua đã tự ái, gói ghém đồ đạc rồi bỏ lên thành phố để lập nghiệp. Bà Diễm lại tiếp tục mắng trời nhưng cũng trích ra mấy triệu đưa cho con trai dặn túi. Không quên kèm theo một câu nói. Sau này mày kiếm được tiền á, nhớ trả lại cho tao đấy. Số tiền còn lại của ông Phước chuyển về cũng gần 40 triệu. Tất nhiên là nó được bà Diễm mang ngay ra sòng bạc. Hôm nay với số vốn lận lưng nhiều, bà định bụng nhất định sẽ giết chết đám con bạc trong sòng. Để cho chúng nó không còn coi khinh bà không có tiền chung nữa. Thế nhưng tất cả chỉ là dự định. Bởi mới chỉ hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua. Số tiền 40 triệu đã không cánh mà bay. Bà Diễm cày cú mặt đỏ như gấc, ngồi chừng chừng vào người đang chưa bài. Mẹ nó chứ, tay gì mà chia thối thế không biết nữa. Hay là có khi nào mày ăn gian không à? Ê, ăn nói cho nó cẩn thận nha. Muốn bị đuổi như hôm qua nữa không? Bà Diễm giận lắm, nếu như thường ngày thì bà sẽ đứng lên tạm gác cơn nghiện cờ bạc của mình lại. Thế nhưng bây giờ mục tiêu duy nhất của bà là làm sao có thể có tiền sát phạt với con bạc hống hách kia.
Và tất nhiên phương án được bà Diễm lựa chọn đó là đi vay tiền của Chín Thảo. Với sự quen mặt của mình, bà dễ dàng vay được cả 100 triệu vì lãi suất chỉ bằng một nửa của người khác. Cầm cọc tiền trên tay, lúc này bà lớn giọng: "Chia bài đi, chia bài đi." Ngày ván đầu tiên, Vận Đỏ đã cho bà thu về hơn 10 triệu đồng. Vừa lấy tiền, bà vừa nhếch mép: "Sợ rồi hả con trai? Hôm nay mày có phải bán cả xe đấy." Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. 2 giờ đồng hồ sau, bà Diễm thu sạch cả 100 triệu trong người. Bà gọi Chín Thèo định vay thêm, thế nhưng mà thấy đã thua nhiều cho nên gã lắc đầu từ chối. Bảo nếu trả bớt thì lần sau mới cho bà vay. Không còn cách nào khác, bà Diễm thất thểu ra về. Đến nhà do bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, bà Cô Xuân nhìn từ trưa cho đến giờ cho nên luôn miệng kêu đói. Nghe thấy như vậy, máu nóng trong người của bà Diễm lại bùng lên. Bà chống nạnh đứng kế bên giường của mẹ chồng rồi quát: "Bà ăn thì cũng ăn nó vừa vừa thôi. Ăn muốn tàn mặt nhà người ta hả? Sao tôi lại khổ vậy chứ? Cha kiếp trước làm nhiều điều ác lắm, cho nên mới vớ phải bà mẹ chồng như lần bà đó. Sao bà không chết quách đi để tôi được giành nợ?" Bà cụ Xuân không khóc cũng chẳng buồn nói lại con dâu. Sự im lặng từ bà cụ lại khiến cho bà Diễm càng thêm tức tối. Bà liên tục mắng chửi toàn những từ ngữ hết sức thậm tệ. Phải đến tận khi nhận ra mấy người hàng xóm đã đi làm đồng về, sợ họ dị nghị thì bà Diễm mới ngừng lại. Cánh cửa đóng sầm lại một cái, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Bà cụ Xuân thở dài lầm nhầm đọc mấy bài kinh Phật. Đối với bà đây có khác gì địa ngục trần gian. Cái hạn 1 tháng cuối cùng cũng đến, khoản nợ 100 triệu bà Diễm biết lấy đâu ra để trả. Còn không trả thì phải đóng tiền lãi đến hơn 20 triệu đồng. Biết là không thể nào tránh né được, bà Diễm đến sòng bài tìm gặp Chín để mà xin khất nợ. Lúc này gã giang hồ đang nhâm nhi tách cà phê, mắt dõi theo cái màn hình máy quay an ninh. Vợ chồng thấy bà Diễm, Chín đất cười tươi rồi nói: "Ôi bà chị thân yêu, bà chị đúng hẹn quá, em đang định gọi đấy." Bà Diễm ngồi xuống ghế, gương mặt đầy sự bối rối, bà ấp úng: "Chín này, chị sao đấy?" Chị chưa có tiền trả. Chị thề là chị không có quỷ chú đâu. Thế nhưng mà anh Phước mày tháng này gửi về có mấy đồng, giờ còn phải lo thuốc thang cho mẹ chồng ở nhà, chị khổ lắm. Chú em ra xem có giúp được gì chị không. Bà chị khổ thì em cũng biết, thế nhưng mà em đâu có thể nào khất mãi. Người ta trả nợ hàng tuần á, còn riêng chị em cho cả tháng cơ mà. Về mấy cái khoản lặt vặt 1-2 triệu chị sang đây chơi rồi mượn tạm em đâu có tính. Chị hiểu, nhưng mà chị khổ lắm. Bà Diễm vừa nói vừa đưa tay lên chậm nước mắt của mình. Chính lúc này tất nhiên không hề có chút động lòng nào. Đã vậy gã còn dọa: "Em cho chị thêm 1 tuần, nếu không thu xếp được chuẩn bị tinh thần tạm biệt sự bình yên đi nha. Em cho mấy đứa em nó tới quậy đó." Về đến nhà sau màn xin xỏ bất thành, bà Diễm ngồi phịch xuống ghế. Cơn mệt mỏi ập tới, nhưng chưa dừng lại ở đó, một thứ mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của bà. Và tất nhiên bà nhận được nguồn gốc của cái mùi này đến từ đâu. Bà Diễm đứng dậy bước vào phòng của bà cụ Xuân. Vào đến nơi, mùi hôi thối nồng nặc làm cho bà đưa tay lên bịt mũi. Đúng là bà cụ Xuân đã đi vệ sinh, nhưng cái đáng nói ở đây, bà bị tiêu chảy, dịch vàng chảy ra nhảy nhụa khắp giường, dính cả vào tay, nhỏ lộp độp xuống dưới đất. Trời ơi là trời chứ, sao cái số tôi lại khổ vậy chứ. Bà kia, sao bà không chết đi hả? Mất cả giờ đồng hồ để lau rửa thay quần áo cho bà cụ Xuân. Tuy nhiên thái độ của bà Diễm sau đó lại hoàn toàn thay đổi. Bà không còn tức giận mắng chửi hay là đay nghiến, thậm chí còn mua đồ về chuẩn bị một bữa ăn ngon. Thế nhưng nếu nói bà Diễm đã thay đổi tâm tính thì chắc chắn không phải. Bà vẫn căm ghét người mẹ chồng phiền phức của mình như vậy. Chỉ có điều là trong đầu của bà đã có được một kế hoạch hết sức tàn nhẫn. Nếu nó thành công thì toàn bộ sự mệt mỏi của bà sẽ biến mất. Sau khi cho mẹ chồng ăn uống xong, bà Diễm lấy từ trong tủ ra một lọ thuốc ngủ mà mình mua ở ngoài hiệu thuốc Tây. Tiếp đến bà mang xuống bếp bỏ vào một cái nồi chè hạt sen đã ninh nhừ, múc một chén ra rồi mang cả chục viên thuốc ngủ nghiền nát, hòa với lại chén chè. Xong xuôi bà đem vào phòng đút cho bà cụ Xuân. Sau uống đầu tiên bà cụ nhận ra cái vị đắng ngắt, nhưng bà Diễm thì liền thì thầm: Mẹ coi như con lạy mẹ,
Mẹ ăn đi cho khỏe. Anh Phước sắp về rồi. Anh mà thấy mẹ ốm yếu thì trách phạt con đấy. Sao? Thằng Phước nó chuẩn bị về rồi hả? Vâng à. Anh ấy nói mai mốt anh về, mẹ mau ăn đi. Nghe nhắc đến con trai, bà của Xuân như được tiếp thêm sức mạnh. Bà há miệng nuốt đờ ngừng từng muỗng chè, với hy vọng đợi Phước về sẽ nói với con trai lần cuối rằng bà xin được vào viện dưỡng lão, chứ không muốn ở đây rồi làm phiền Phước cho con dâu. Chén trà chỉ một loáng đã được bà cụ Xuân ăn hết. Bà Diễm đứng dậy vuốt ngực cho mẹ chồng một cái rồi nói: xong rồi đó, giờ mẹ ngủ tiếp đi. Bà cụ Xuân gần gù, hai mắt nhắm nghiền lại. Bà Diễm bước ra ngoài, nhưng chốc chốc lại hé mắt nhìn vào cái khe trên cánh cửa phòng để theo dõi. Tác dụng của những viên thuốc ngủ quá liều nhanh chóng phát huy tác dụng. Cơ thể của bà cụ Xuân giật lên mấy cái, miệng sùi cả bọt mép. Được nửa giờ đồng hồ thì bà chút hơi thở cuối cùng của mình. Đứng trước thi thể của mẹ chồng, bà Diễm không có lấy một giọt nước mắt. Cả gương mặt của bà lạnh lùng đến đáng sợ. Để cho chắc ăn, bà đưa tay lên mũi xác minh xem cụ Xuân còn thở hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng bà đã chính thức hồn lìa khỏi xác, thì bà lau sạch đống bọt mép trên miệng của mẹ chồng. Tin tức mẹ mất được báo đến cho Phước, ông như thể một người mất hồn vậy. Nhưng do tàu đang trên biển, cho nên chỉ ít cũng phải mất cả 3-4 ngày mới cập bến, rồi mua vé máy bay để về. Bà Diễm thì lại viện lý do thầy cúng bảo ngày xấu, cho nên không thể chờ được lâu. Thế là không còn cách nào khác, ông Phước đành giao lại mọi việc cho vợ xử lý. Tang lễ của bà cụ Xuân được diễn ra ngay ngày hôm sau. Bà Diễm đứng trong góc rồi khóc lóc thê thảm. Cũng chẳng ai nghi ngờ bà cụ Xuân bị tai biến, cho nên người yếu lắm. Bà con dòng họ súng lại, mỗi người một tay một chân để lo cho đám ma của bà cụ. Chưa kể đến số tiền phúng viếng của người đến dự tang lễ nữa. Bà Diễm thầm nghĩ số tiền này đi đóng lãi và trả nợ cho chín thẻo, số còn lại dư thì tha hồ có vốn để chơi. Còn về phần mồ mả, cứ tạm làm một cái mộ kém chất lượng là được, chẳng có ai đem đi đập để kiểm tra đâu mà biết. Đưa tiễn của bà cụ Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng xong, hai hôm sau ông Phước mới về tới. Quỳ bên bàn thờ của mẹ, ông chắp tay khóc nấc lên rồi nghẹn ngào: mẹ ơi, sao mẹ đi sớm vậy chứ, sao mẹ không ở lại với con thêm một chút. Vẫn với vai diễn của một người vợ, một người con dâu hiếu thảo, bà Diễm bước tới ôm lấy chồng, miệng thì thầm kể: anh à, em buồn lắm. Bình thường có mẹ hay mẹ con lùi thủi húi với nhau, bây giờ chỉ còn mình em không biết sống nữa đâu. Nghe đến đây ông Phước không có mấy nghi ngờ gì, vì lúc nãy ông có vào trong căn phòng của bà cụ Xuân thì nó hết sức sạch sẽ và thơm tho. Át hẳn vợ của ông đã chăm sóc bà cụ chu đáo cho đến tận khi bà lìa khỏi cõi trần này. Còn Luân, bà Diễm cũng lấy cớ anh đi lên thành phố lập nghiệp, đã bận vô âm tín không liên lạc được. Nhưng mà thực tế bà không cho chồng số điện thoại mới của con trai. Ông Phước gọi vào số cũ để hỏi sao bà nội mất mà Luân không về. Sau mấy lần thuê bao, ông tức đến nỗi đập luôn chiếc điện thoại, mắng chửi con trai không thương tiếc. Để làm tuần mẹ xong thì ông Phước phải tiếp tục bay đi nước ngoài, đến cảng sở tại để nhập luôn với thủy thủ đoàn. Tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở. Ông cũng muốn tìm người thay nhưng mà ngặt nỗi sắp về hưu, cho nên ông đành cố gắng hoàn tất. Khi chồng vừa đi khỏi, bà Diễm kiểm đếm số tiền của mình có, cộng với số mà ông Phước gửi thêm một ít nữa để làm lễ cúng tuần 49 và 100 ngày cho bà cụ Xuân. Kiểm đếm xong xuôi, bà lúc này lẩm nhẩm: trả hết nợ mình còn dư đến tận 50 triệu, phen này ấm rồi. Không cần đoán thì cũng biết được cái sự ấm no của bà Diễm chính là việc đốt tiền và sới bạc của Chín. Và có vẻ như sau khi vứt được gánh nặng trách nhiệm của người mẹ chồng thì vận may lại liên tục ập đến. Bà Diễm đánh đầu thắng đó, số tiền 50 triệu chỉ sau một ngày đã nhân lên hơn 200. Thậm chí bà còn suýt nữa ép một con bạc nhượng lại chiếc xe tay ga đời mới cho mình. Trở về đến nhà, bà Diễm hí hửng, bà đặt xấp tiền lên bàn rồi lẩm bẩm: phải thế chứ, làm gì có cái chuyện suy tận mạng như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải của ông Phước. Bà Diễm có chút nhíu mày khi nhận ra cái tên hiện lên màn hình của một người họ hàng phía nhà ngoại.
Alo Hạnh hả, chị nghe. Dạ, thế chị Diễm em Hạnh đây. Dạo này chị khỏe không ạ? Khỏe lắm. Mày gọi chị làm gì? Dạ em có chút chuyện để muốn nhờ chị. Cứ nói đi, nhưng mà tao nói trước nha. Nếu mượn tiền tao không có đâu. Không, em không có mượn tiền, chị hiểu nhầm rồi. Ừ, thế thì được, nói đi. Dạ, chả giấu gì chị. Cái con bé Phương nhà em mới thi chuẩn đại học. Bố nó suốt ngày đây nghiến mắng chửi. Mấy hôm qua còn đánh cho con bé một trận thừa sống thiếu chết. Em sợ cứ để thế này chắc có khi là ông ấy đánh nó chết mất. Em nghĩ từ trưa đến giờ mới tìm ra cách. Em nhờ chị cứu mang nó giúp em một thời gian được không? Con bé nó ngoan lắm. Nó có thể làm được việc nhà nhà giúp chị. Miễn là không phải chịu đòn roi của bố nó là em mừng rồi. Ngày đối phương nói đến đây, bà Diễm có chút chần chừ, nhưng rồi bà nghĩ. Trong nhà hiện giờ cũng chỉ có một mình. Mọi việc như lau dọn thì bà đã làm đủ từ khi bà cụ Xuân còn sống. Giờ sẽ là những giây phút mình được nghỉ ngơi, vui chơi bù đắp lại những tháng ngày khổ cực. Thế là bà nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của người bà con. Tuy nhiên cũng không quên kèm theo một điều kiện. Tiền ăn uống của nó mày phải chu cấp đấy nha, chứ ta không có để nuôi đâu. Vâng em hiểu ạ, chị cứ yên tâm. Thế khi nào em cho con bé sang được? Thế qua lúc nào thì qua, nhưng mà phải gọi trước chứ không là sợ ta không có nhà. Vâng ạ, chị để em một lát, em bảo cháu thu xếp đồ đạc rồi chờ qua. Nói là làm, chỉ hơn một giờ đồng hồ sau thì bà Hạnh chở con gái của mình tới. Phượng năm nay 18 tuổi, thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc dài đen nhánh. Tuy là họ hàng nhưng trước giờ bà Diễm không hay về thăm. Lần duy nhất bà xuất hiện nhiều là vào lúc chia tài sản của 3 năm trước. Nhìn đứa cháu gái, bà Diễm lúc này hất hàm. Vội vào trong đi con, có mấy phòng trống đây, thích ở phòng nào thì ở. Bà Hạnh lúc này quay sang giục con gái, quý hóa quá. Nào, con mau cảm ơn dì Diễm đi. Dạ con cảm ơn dì. Phương vòng tay lại, để lộ ra mấy vết lằn bầm đen bầm đỏ. Chắc là do trận đòn của bố. Bà Diễm lúc này phẩy tay. Thôi, vô lo tắm rửa đi. Để cho Phương đi khỏi, bà Hạnh mở ví lấy ra một xấp tiền toàn tờ 500, rúi vào tay của bà Diễm. Chị Diễm, em không biết nói gì hơn để cảm ơn chị. Ở đây em có 20 triệu. Gửi chị coi như là nhờ chị để mắt thấy con bé. Sao không đưa cho nó, thích cái gì nó tự mua. Em cũng định thế, thế nhưng mà nghĩ trước giờ con mình không động tới đồng tiền. Bây giờ lại có số tiền lớn, em sợ nó tiêu hoa hoang phí, rồi hư hỏng ra. Chị cứ giữ giúp cháu, thấy thứ gì cần thiết thì mua. Nếu hết thì cứ gọi cho em, tiền bạc em không thành vấn đề. Chỉ cần là con bé có chỗ yên tĩnh để tập trung ôn tập, sang năm thi lại thôi. Ngay đến đây thì bà Diễm như mở cờ trong bụng, bởi lời nói này chẳng khác nào khẳng định rằng hàng tháng bà sẽ có thêm một nguồn thu nhập. Trò chuyện thêm một lát thì bà Hạnh cũng về. Bà Diễm bước vào trong nhà và ngay lập tức khựng lại khi trông thấy ánh đèn từ gian phòng của bà cụ Xuân đã bật sáng. Bước tới gần, đúng là Phượng đang ở bên trong, cô đang cầm cuội soạn đồ. Phượng, sao mày lại ở phòng này thế con? Nghe tiếng gọi tên mình, Phượng có chút giật mình, cô lắp bắp. Dạ con nghe dì bảo ở phòng nào cũng được, cho nên với lại phòng này có cửa sổ con thấy nó thoáng. Bà Diễm im lặng một lúc nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Thôi không có gì đâu, mày ở đây cũng được, nhưng mày nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha. Không phải ở đây là được làm biếng đâu đấy. Mẹ mày nhờ dì quản lý rồi, nếu mà lười biếng hoặc hư hỏng là đưa về lại nhà ngay đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Con xin dì đừng cho con về lại đó, con sợ lắm. Biết sợ là tốt. Sắp xếp đồ đi, ta đi mua cho ít đồ ăn. Buổi tối đầu tiên của Phượng tại nhà của bà Diễm trôi qua êm đềm. Sau khi ăn suất hộp cơm khá thịnh soạn, cô cứ tưởng nó là từ tiền túi của bà mua cho. Thế là ăn xong, cô cầm cuội lau dọn gần như toàn bộ căn nhà, còn thắp hương và lau bàn thờ của bà cụ Xuân. Thế sự sạch sẽ tinh tươm này, bà Diễm gần ngủ ra vẻ hài lòng. Bà mở túi lấy ra tờ 100.000 chia ra trước mặt. Đây, coi như là tiền là dì thưởng cho mày để mua sắm thứ đồ lặt vặt con gái. Nếu mà cứ ngoan ngoãn như vậy dì sẽ thưởng thêm. Dạ, con cảm ơn dì ạ, dì tốt với con quá. Không có gì đâu, bà con dòng họ với nhau cả mà. Vâng ạ, thưa con xin phép vào trong phòng học bài. Đi đi. Phương cầm tờ tiền hí hửng trở về phòng. Nhìn theo dáng đi của cô mà bà Diễm cứ cười thầm. Đúng là cái đồ khờ khạo. Mày ở đây khác gì là con giúp việc không lương đâu chứ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đây mà đã là một ngày cúng thất tuần cho bà cụ Xuân.
Bà Diễm thì từ sớm đã gọi Phượng ra, đưa cho cô 500 ngàn rồi dặn: mày ra chợ mua đồ về làm một mâm cơm chay, xong xuôi thì đến trưa dì sẽ về với thầy cúng, làm lễ cho mẹ chồng của dì, nhớ là cơm chay nha chưa? Dạ con biết rồi. Phượng nhận lấy tờ tiền, khoác chiếc áo khoác lên người chuẩn bị ra chợ, còn bà Diễm thì tất nhiên là có mặt tại sòng bài. Đến gần trưa đang giờ ván bài thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhận ra là số của Phượng, đoán chắc con bé gọi để hỏi sao bà chưa về. Nhưng tình hình trong sới bạc đang căng thẳng, bà đang thua đến gần chục triệu đồng. Hai ván vừa rồi bà lại ăn và gỡ được một ít. Cảm giác được vận may đang lên, mà về bây giờ thì tiếc của lắm. Thế là bà chuyển sang chế độ im lặng. Một lát sau khi mà Phượng càng lúc càng gọi nhiều thì bà tắt luôn cả nguồn. Khoảng hơn 4 giờ chiều sau khi ăn lại được hơn 50 triệu và mấy con bạc chung sòng đang hết tiền thì bà mới đứng dậy ra về. Đến nhà Phượng đang ngồi ở dưới mái hiên, nhìn thấy bà cô đứng dậy chạy ra chào. Dì ơi, dì đi đâu từ sáng đến giờ mà con gọi không có được, còn thuê bao luôn nữa con lo quá. Không có gì đâu, dì bận công việc với lại điện thoại bị kẻ gian nó lấy mất, phải đi nhờ mấy anh công an truy bắt được, họ mới trả lại điện thoại đấy. Trời đất ơi, sao mà gây vậy dì? Ờ, khiếp lắm. Cái thời buổi bây giờ hở ra một tí là ăn trộm nó thó ngay. Không may mà chỗ đó có máy quay mới bắt được, chứ không thì chắc đành chịu mất rồi. Vâng ạ. Thế nhưng mà cái lễ cúng thất của bà cụ phải làm sao hả dì? Con cứ đợi từ trưa đến giờ, đồ ăn cũng nguội lạnh cả rồi. Thôi kệ đi, không sao đâu. Con cứ vào thắp nén hương rồi cấn vái là xong thôi mà. Người mất cũng đã mất, hơi sức đâu mà nghĩ lý bày vẽ. Nói là làm, bà Diễm bước vào trong gian phòng đặt bàn thờ của bà cụ Xuân. Bà thắp một nén hương rồi cứ như vậy cắm thẳng vào cái lư đồng nhỏ, thậm chí còn chẳng thốt ra được một lời khấn nguyện. Xong xuôi bà liền phủi tay rồi hí hửng về phòng, đếm số tiền đã thắng được. Nửa đêm khi mà đang say sưa với giấc ngủ thì bà Diễm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Dì Diễm ơi, dì Diễm. Nghe chất giọng này, bà Diễm nhận ra đó là của Phượng. Có chút khó chịu, bà liền nhăn nhó hỏi vọng ra: có chuyện gì đây? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ con chuyện muốn nói với dì. Dì ơi, dì mở cửa cho con với. Thật đúng là phiền phức mà. Bà Diễm chép miệng nhưng cũng nhòm xuống giường. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà trông thấy Phượng đang ôm theo chiếc gối cùng với một gương mặt đầy sự hoảng sợ. Bà lúc này liền hất hàm hỏi: chuyện gì, nói mau đi. Dì ơi, con muốn ngồi chung với dì được không? Ơ kìa, mày bị điên hả con? Sao tự nhiên lại đòi ngủ ở đây? Con xin dì đấy, dì cho con ngủ lại đây với dì đi, chứ ở trong phòng con sợ lắm. Sao lại sợ, sợ thứ gì? Con thấy bà cụ. Càng nghe bà Diễm lại càng nghệt mặt ra. Bà cụ nào? Thì bà cụ mẹ chồng của dì đấy. Mày điên à? Mày ăn nói như thế hả? Cái chuyện này đâu phải là cái thứ mày nên đùa. Dạ không, con thề đấy, con không có đùa đâu dì. Bà Diễm toan định mắng thêm, nhưng sau khi nhận ra vẻ mặt không giống đang đùa giỡn của Phượng thì có chút hạ giọng rồi hỏi: sao? Mày thấy bà ấy ra sao, kể cho dì nghe. Dạ con làm xong đống bài tập rồi con định lên giường, vừa mới ngả lưng xuống con giật mình thế hình như trong góc nhà có người. Đèn trong phòng vừa tắt cho nên con bật lại. Thế nhưng khi mà cái ngọn đèn ngủ được bật, con thấy rõ ràng là bà cụ. Gương mặt của bà cụ giống hệt với bức di ảnh trên bàn thờ. Cái bóng đèn lúc ấy cũng vụt tắt. Thế là con tức tốc ôm gối chạy sang đây. Được rồi, để ta qua xem nào. Vừa nói bà Diễm vừa bước tới phía gian phòng phía bên tay trái. Đến nơi bà đưa tay lên bật cái bóng đèn huỳnh quang. Ánh sáng trắng của nó chiếu rọi khắp xung quanh, và tất nhiên là không hề có ai. Bà cũng bật thử ngọn đèn ngủ, nó cũng bừng sáng trước cặp mắt kinh ngạc của Phượng. Con bé vẫn lắc đầu ấp úng thanh minh: dì Diễm, con thề là con thấy bà cụ thật mà. Thôi đừng có nhắc tới nữa, tao nhức đầu lắm, muốn qua ngủ cùng thì qua. Phượng gật đầu lia lịa, sau đó cả hai về lại phòng của bà Diễm. Tuy nói là như vậy, thế nhưng bà vẫn suy nghĩ một cách đăm chiêu. Mấy ngày qua bà cũng biết được Phượng là một đứa thật thà đến mức khủ khờ. Do đó cũng không có lý do nào cô bé lại nói dối những chuyện như vậy. Mà sao bây giờ bà cụ Xuân lại hiện ra? Hay có khi nào do cái lễ cúng thất sơ sài hôm nay? Càng nghĩ bà lại càng lo lắng. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, bà lại bảo Phượng đi chợ mua đồ về nấu mâm cơm chay.
gọi thêm hai ông sư trên chùa về nữa, rồi làm cái lễ cúng thất. Làm lễ xong xuôi, bà Diễm cũng thấy nhẹ nhõm, đứng trước bàn thờ bà cầm nén hương rồi khấn. Mẹ à, hôm qua con cũng có chút sơ suất, mong mẹ thông cảm. Bây giờ con lại làm cái lễ khác đầy đủ hơn, mong mẹ bỏ qua cho. Không biết hương hồn của bà cụ Xuân có nghe được hay không, nhưng bà Diễm cũng lấy đó làm tự trấn an bản thân. Buổi lễ kết thúc thì cũng là lúc bà quay trở lại với niềm đam mê đỏ đen bất tận. Ngồi vào sòng nghĩ vận may vẫn còn từ hôm qua, cho nên bà chơi mạnh tay lắm. Nhưng gáo nước lạnh nhanh chóng được đổ xuống. Ngay ván đầu tiên bà đã thua khá đau. Máu nóng nổi lên cứ như vậy số tiền nhân 2 nhân 3 để mong gỡ gạc lại. Ấy vậy mà gỡ đâu chẳng thấy, chỉ trong một loáng bà đã thua mất 20 triệu mang đi. Giờ về nhà lấy tiền tiếp thì sợ mất chỗ, thế là bà chọn ngay cách vay từ chín thẻo. Ban đầu khoản vay chỉ có 10 triệu, nhưng chỉ gần 3 giờ đồng hồ sau thì nó đã lên tới cả 100 triệu. Thế bà đen quá, mấy con bạc chung sòng cũng khuyên. Thôi, hôm nay bà đen về đi, mai sang chơi tiếp. Về là về thế nào? Chúng mày ăn hết tiền tao rồi, bây giờ định đuổi tao đi để tìm mối mới hả? Không có dễ ăn vậy đâu. Bà quay sang năn nỉ chín thẻo cho vay thêm một ít. Thế bà năn nỉ quá cho nên gã cũng đành gật đầu cho vay thêm 50 triệu. Tuy nhiên nó cũng chẳng giúp bà cầm cự được lâu. Đúng 8 giờ tối trong ví của bà Diễm chỉ còn lại mấy trăm lẻ. Không vay mượn thêm được nữa, bà đành thất thểu ra về. Về đến nhà, thứ đầu tiên bà chút giận là cánh cầm. Bà vung chân đập một cái thật mạnh, khiến cho cái bàn lề bị lệch qua một bên. Bước vào bên trong gian phòng khách, thấy nhà cửa vắng hoe, bà liền cất tiếng. Con Phượng đâu? Từ trong phòng, Phượng chạy ào ra, trên tay còn cầm yên cây bút bi. Cô liền ngơ ngác nhìn. Dạ thưa dì, có chuyện gì vậy ạ? Còn cái chuyện gì nữa? Sao mày nghe thấy tao về mà mày không có ra chào? Suốt ngày ru rú ở trong phòng vậy. Nếu không phải tao mà là thằng ăn trộm thì sao? Mày không sợ chúng nó cướp của rồi đè mày ra hiếp dâm hả? Con... Phượng bối rối trước những lời mắng chửi của đối phương rồi òa lên khóc. Sẵn máu nóng trong người, bà Diễm lại càng mắng to. Mẹ nói chứ, cái thứ mít ướt vô dụng, mày khóc cái gì hả? Có tin tao đấm cho mày một phát răng môi lẫn lộn không? Ngậm cái mồm vào. Phượng sợ quá cho nên ngưng khóc, chỉ còn nức nghẹn lại từng tiếng mà thôi. Bà Diễm toan định làm tới bến, thế nhưng sực nhớ ra điều gì, bà lại ngay lập tức hạ giọng. Thôi được rồi, mày về phòng học bài đi, đừng có khóc nữa, tao đủ mệt mỏi quá rồi đấy. Dạ con biết rồi. Đợi cho cô bé đi khỏi, bà Diễm cũng trở về phòng của mình. Ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái, bà lẩm bẩm tính xem thử mình đã nợ chín thẻo bao nhiêu. Nếu tính tổng hết thì vị chi là 148 triệu. Bà cũng kiểm tra trong hộp tủ của mình, số tiền còn lại cũng chỉ vừa đủ để trả nợ. Nhưng nếu trả hết thì lấy đâu vốn để cho bà gỡ gạc. Còn ông Phước thì cũng phải gần 10 ngày nữa mới chuyển tiền về. Thế bà đành gọi đến phương án cuối cùng, chính là mẹ của Phượng. Tiếng chuông đổ mấy hồi thì giọng của bà Hạnh vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, em nghe đây chị Diễm ơi. Hạnh hả, đã cơm nước gì chưa em? Rồi chứ, em cũng đang định gọi điện cho chị để cảm ơn đây. Lúc chiều em có nhắn tin cho con bé, nó bảo ở đấy tốt lắm. Chị lo ăn uống rồi được ở trong phòng rộng. Có cái gì đâu, chuyện nên làm thôi mà, mày cứ yên tâm. Đừng có nói là một năm á, nó ở rồi làm con gái nuôi của ta cũng được mà. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị gọi em có việc gì không? Chị đang muốn mua một mảnh đất ở trên thị xã. Thế nhưng mà cuối năm rồi ngân hàng nó lại không có cho vay. Cho nên là chị hỏi thử xem em có không. Có thì cho chị mượn một ít. Đợi anh Phước mày lĩnh lương rồi sẽ trả lại ngay. Bao nhiêu vậy ạ? Khoảng 200 triệu. Ồ, nhiều vậy ạ? Cũng gay đấy. Chị biết chứ. Chị cũng có suy nghĩ nhiều lắm, cái mảnh đất này là đất vàng, không mua thì coi như là hết cơ hội. Nếu mà em không có, chắc chị đành chịu thua thôi. Bà Hạnh im lặng thêm một lúc rồi thì thầm. Thôi được rồi, em sẽ cho chị mượn. Thế nhưng mà cái này em rút từ sổ tiết kiệm, nên là chị đừng có nói cho ai biết nhá, kẻo tới tay của chồng em thì khổ lắm. Rồi rồi, cứ yên tâm đi, tao có điên đâu mà nói. Sau khi hẹn thời gian nhận tiền, bà Diễm cúp máy rồi rít lên từng tiếng trong sự vui sướng. Đúng là cái quyết định của con bé Phượng đến ở là cứu cánh của bà. Nhắc đến nó, bà Diễm liền đứng lên, định bụng sẽ mang cho nó mấy trăm nghìn
để coi như lời xin lỗi bà lớn tiếng ban nãy, và đặc biệt là để cho nó nói tốt về bà trong những lần bà Hạnh gọi. Nói là làm, bà Diễm liền lấy tiền rồi nhỏm dậy, đứng trước cửa phòng của Phượng. Bà đưa tay lên toàn định gõ, nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ cho nên bà cứ như vậy mà mở cửa ra. Phượng ơi! Tiếng gọi chưa kịp dứt thì bà đứng khựng lại, bởi đập vào mắt của bà lúc này là một hình ảnh hết sức kinh dị. Phượng đang nằm lên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Còn ở trên người của cô có một cái bóng mỏng như màn sương đang đè lên trên. Và tất nhiên là bà Diễm không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là bà cụ Xuân, mẹ chồng của mình. Bà cụ quay đầu sang theo nghĩa đen, khi mà chỉ có mỗi phần đầu là quay ngược lại đằng sau, còn thân người thì vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ. Trông thấy con dâu, bà cười cái điệu cười khùng khục từ cái miệng móm mém vì rụng hết cả răng. Qua kinh hãi, bà Diễm thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất rồi ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, bà nhận ra mình đang ở trong căn phòng ngủ, ngồi kế bên là con bé Phượng. Ngay lập tức bà ú ớ gọi, Phượng ơi. Dạ con đây dì. Phượng hỏi với một gương mặt đầy lo lắng. Dì thấy trong người sao ạ? Tự nhiên dì ngất xỉu làm con hết cả hồn đấy. Dì không sao chứ? Không sao đâu. Bà Diễm lắc đầu nhớ tới những chuyện trước khi bị ngất đi. Bà liền chộp tay của Phượng rồi hỏi. Con có thấy gì không? Lúc ở trong phòng đấy. Là sao ạ? Phượng ngơ ngác hỏi lại. Và rồi sau một hồi dò dẫm thì bà Diễm mới biết Phượng không thấy gì cả. Cô chỉ bảo mình thấy buồn ngủ cho nên nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng hơn 11 giờ buồn tiểu quá cho nên tỉnh dậy đi vệ sinh, rồi phát hiện ra bà dì của mình đang nằm bất động trước cửa phòng. Nghe xong bà lại thì thầm hỏi. Phượng à, từ sáng đến giờ con còn có thấy mẹ chồng của dì nữa không? Dạ không ạ, sao dì hỏi vậy? Dì cũng thấy bà hả? Không, tao thấy làm gì chứ. Thôi, mày về phòng đi con. Dạ vâng. Thôi con về đi ngủ tiếp đây. Chả biết hôm nay bị gì mà cứ nhìn sách vở là hai mắt lại híp lại. Ồ, đi đi. Phượng vẫn đi khỏi thì bà Diễm cũng mệt mỏi rồi tiếp đi. Chưa đến 5 phút thì đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của bà vang lên. Tuy nhiên nếu nói đây là một giấc ngủ yên bình thì không hẳn. Bởi bà Diễm bắt đầu cảm nhận được hình như cứ một thứ âm thanh nào đó đang vang lên bên tai của mình. Cùng lúc thứ âm thanh đó lại càng lớn và rõ ràng hơn. Bà nhổm dậy đưa mắt nhìn xung quanh và cũng không mất quá nhiều thời gian để xác định được có một bóng người đang đứng trong góc phòng đối diện. Đó là bà cụ Xuân. Khương mạnh của bà trắng xác, cả mắt đen ngòm không có tròng trắng nhìn chằm chằm vào bà. Cái gương mặt này giống hệt như thứ bà đã thấy trong phòng của Phượng trước khi ngất xỉu. Khỏi phải nói, bà Diễm thét lên một tiếng rồi kinh hãi bừng tỉnh. Bà với tay bật ngọn đèn trên tường, thứ ánh sáng vàng vọt ấm nóng từ nó cũng phần nào giúp cho bà định thần lại được. Bà đưa tay lên lau đống mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt rồi thì thầm. Chỉ là mơ thôi. Ngồi thêm một lúc thì bà lại cố gắng để ngủ tiếp. Nhưng cũng như lần trước, bà của Xuân lại hiện ra, đưa cặp mắt đen ngòm u uất nhìn bà. Qua kinh hãi, bà vùng chạy khỏi phòng, đến trước cái bàn thờ của bà cụ Xuân, đưa tay với đến một nén hương rồi châm lửa vào đốt rồi khấn. Mẹ hiện về phải không? Nếu thật như vậy thì mẹ hãy tha thứ cho con, vì hoàn cảnh chứ con không muốn đâu. Mẹ đâu có muốn khổ sở con cái chứ. Mẹ nằm liệt giường chịu nhiều đau đớn bất tiện, con làm vậy là để giải thoát cho mẹ. Con xin mẹ hãy siêu thoát đi. Vừa dứt lời thì nén hương trên tay của bà Diễm phật lên cháy rồi, làm cho bà hoàng hồn đánh rơi nó xuống đất. Cả nén hương cháy rụi trong chớp mắt. Quá kinh hãi với những gì vừa xảy ra, Diễm chạy về phòng của mình. Bà đóng chốt cửa leo lên giường rồi cứ như vậy thức cho đến sáng. Khi con gà nhà hàng xóm vừa cất tiếng gáy thì bà Diễm tức tốc rời khỏi nhà. Nhưng lần này bà không phải đi đánh bài nữa. Thay vào đó là bà hỏi thăm một người bạn để tìm đến ông thầy Năm Ánh, vị thầy pháp nổi tiếng cao tay nhất vùng này. Sau khi nghe câu chuyện của bà, ông thầy Năm Ánh lập tức làm phép xin cho bà một đạo bùa trấn yểm vong hồn, với lời dặn chỉ cần đem nhét dưới chiếc giường trong phòng ngủ của bà cụ Xuân thì sẽ nhốt được vong hồn của bà lại. Đợi đến 7-7-49 ngày thì tự khắc linh hồn sẽ tiêu biến. Chắc mầm với lá bùa lợi hại của thầy Năm Ánh dành cho mình, bà Diễm an tâm trở về nhà thực hiện theo kế hoạch.
Đầu tiên bà lấy lý do căn phòng cần tu sửa, cho nên bảo Phượng dọn đồ sang ở phòng của Luân. Tiếp đến bà đem lá bùa nhét dưới gối, kèm theo cái ổ khóa mới mua to tướng, khóa cánh cửa phòng lại. Xong xuôi bà chắp tay lại rồi lẩm nhẩm: cái này là do mẹ cả đấy nha. Mẹ mà chịu siêu thoát con đâu cần phải nhọc công như vậy. Giờ thì mẹ cứ ngoan ngoãn ở yên trong căn phòng này đi. Và đúng là phép thuận của ông thầy Năm Ánh quả thật linh nghiệm. Cả ngày hôm ấy tâm trạng của bà Diễm thoải mái lắm. Che hết vận may trên sới bạc của bà đã trở lại. Và điều đặc biệt cuối cùng là giấc ngủ của bà không còn trông thấy người mẹ tội nghiệp hiện lên để hù dọa nữa. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của bà Diễm nhìn chung đã trở lại thường ngày. Tuy những trận sát phạt có hôm thắng hôm thua, nhưng không có ngày nào bà lỗ vốn quá nặng. Tuy nhiên điều bà không mong muốn nhất đã đến, đó chính là việc ông Phước hoàn thành chuyến đi của mình và sẽ trở về nhà sau mấy hôm nữa. Nếu ông mà về thật rồi thấy căn phòng của mẹ mình bị khóa thì sẽ nghĩ như thế nào? Sợ bị chồng phát hiện, bà Diễm một lần nữa tìm đến chỗ của thầy Năm Ánh. Để mãi thì cuối cùng cũng đến lượt. Bà lọ bọ bước vào thì thầm gửi lại chuyện cũ. Ông thầy nhanh chóng nhớ lại rồi hỏi: thế hôm nay bà tìm tới đây để làm gì? Phong hồn của cụ thoát ra hay sao? Bà lúc này liền thưa: dạ không ạ, phép của thầy cao siêu lắm. Chỉ có điều chồng con sắp đi làm xa về, mà cái tính của ông ấy hay tò mò. Con sợ khi mà nhìn thấy cánh cửa phòng bị khóa thì sinh chuyện. Thầy thử xem có cách nào không khóa phòng mà vẫn nhốt được vong hồn của mẹ con hay không? Cái chuyện này... Ông Năm Ánh im lặng một hồi lâu, độ chừng khoảng 5 phút sau thì ông mới gật đầu. Thực ra thì vẫn còn một cách, thế nhưng mà nó không những tốn kém mà còn là khó thực hiện, sợ xảy ra một chút là mang họa ngay. Là cách gì à? Thầy cứ nói con xin nghe theo. Thôi được rồi, bà đợi tôi một lát. Nói xong ông thầy quay lưng đi về gian nhà phía sau. Phải khá lâu thì ông mới trở lại, trên tay mang theo một cây chậu cây nhỏ. Bề trên lớp đất là một thứ giống như cái củ nghệ, đựng trồng khá tươi tốt. Nhành lá xanh mơn mờn, đặt chậu cây xuống thì ông liền hất hàm: đây, vị cứu tinh của bà đấy. Vẫn chưa hiểu cho nên bà Diễm liền hỏi: là sao vậy thưa thầy? Bà trước giờ đã nghe đến chuyện nuôi ngải chưa? Con có nghe qua, nhưng con không hiểu lắm. Nó hình như là nuôi để cầu tài lộc phải không thầy? Đây cũng là một dạng như vậy, thế nhưng mà pháp lực của nó mạnh hơn. Ngoài chuyện mang lại vận may tài lộc cho chủ nhân, thì nó có thể chế ngự được những vong linh có ý đồ làm hại bà. Nếu mà nuôi đủ lâu, bà thậm chí có thể sai nó làm nhiều chuyện phi thường. Trời đất ơi, hay quá thầy ơi, thầy mau giúp con muốn nuôi ngải. Từ từ đã, bà đừng có nóng vội. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Vừa rồi chỉ là một mặt lợi thôi, còn mặt hại cũng ghê gớm không kém đâu. Là sao à? Thầy cứ nói rõ cho con biết. Ông thầy Năm Ánh gật gù chỉ tay vào chậu cây, rồi bắt đầu nói: đây là huyết ngải, nó có sức mạnh rất là ghê gớm. Đừng chiết ra và đem từ tận bên Miến Điện về đây. Người nuôi ban đầu sẽ được làm phép thỉnh một vong âm binh ngự vào trong cây này. Hàng ngày dùng máu và trứng gà sống dưới lên gốc cây, âm binh sẽ nhờ đó để mà tu luyện. Nhưng mà nếu trong quá trình nuôi xảy ra sơ suất, như là quên không cho ăn hoặc làm vỡ chậu ngải, thì âm binh sẽ thoát ra và vật chính chủ nhân của mình. Nhà thì điên khùng tàn phế, còn nặng thì vong mạng, hồn phách còn bị bắt theo làm nô lệ nữa. Trời đất ơi, sao đáng sợ vậy hả thầy? Vì thế tôi mới nói không phải là ai cũng luyện được ngải, và cũng không có nhiều người dám nhận lãnh hậu quả khi bị nó quật. Thôi, tôi cũng nói hết rồi, bây giờ có nuôi hay không thì là tùy bà quyết định. Ngay lúc này đây bà Diễm cũng sợ lắm, nhưng bà nghĩ trong bụng, chỉ cần mình nuôi cẩn thận thì làm gì có chuyện bị ngải quật. Hơn nữa vấn đề quan trọng cần giải quyết bây giờ là cái vong hồn đầy oán hận của bà cụ Xuân. Nghĩ tới đây thì bà liền gật đầu đồng ý nuôi luyện ngải. Tiếp đến bà được ông Ánh bảo ra sau nhà tắm rửa mình bày cho sạch. Xong xuôi bà ngồi ở dưới đất, chồng ngài đặt ngay trước mặt để cho ông làm phép. Dân mấy bài chỉ chú thì ông Năm Ánh lấy con dao, chích máu từ ngón tay của bà rồi nhỏ vào trong chậu ngải. Chỉ mới mấy giọt máu của bà Diễm đã thấy trong người của mình nóng gian, hai tay ù đi như thể có một người nào đó đang nói chuyện. Ông Nam Ánh cũng giải thích đây là quá trình được ví nôm na là cho ngài nhận chủ. Đến giữa trưa thì buổi lễ cũng hoàn tất.
Bà Diễm ôm chậu ngải trên tay, thanh toán gần chục triệu đồng cho ông thầy Năm Ánh rồi tức tốc trở về. Là một lần nữa phép thuật của ông phát huy tác dụng một cách triệt để. Khi bà Diễm mở toang cả cửa phòng, nằm ngủ ở trong đấy luôn mà cũng chẳng hề thấy mẹ chồng hiện về. Sáng thứ hai đầu tuần, ông Phước về đến nhà và đã xin được nghỉ hưu non, nên chuyến đi vừa rồi cũng là chuyến đi cuối cùng. Đứng trước cánh cổng sắt, ông liền cất tiếng gọi: "Diễm ơi, anh về rồi." Tuy nhiên từ trong nhà không phải là Diễm mà Phượng chạy ra. Ban đầu ông Phước còn ngờ ngợ, nhưng phải một lúc lâu sau ông mới nhớ ra đây là đứa cháu gái bên dòng họ nhà vợ. Về phần của mình, Phượng cũng bất ngờ không kém, vì cô chỉ nghĩ bà dì của mình nói chồng bà sẽ trở về, chứ không báo rõ ngày giờ. Và lại ông Phước trong trí nhớ của cô là một người đàn ông rắn giỏi, cao lớn và có phần đậm người. Thế nhưng hiện tại ông Phước vẫn cao, nhưng người của ông gầy đi trông thấy. Hai cái gò má teo tóp lại, cặp mắt thì thâm quầng. Bước vào trong gian phòng khách, việc đầu tiên ông làm là chạy ngay tới cái bàn thờ của bà cụ Xuân để thắp hương. Trước làn khói hương nghi ngút, ông lúc này liền lẩm nhẩm: "Mẹ à, con về đây. Từ giờ con không xa mẹ thêm lần nào nữa. Không biết mẹ có giận con hay không, nhưng mà bây giờ con về rồi, mẹ hãy cho con gặp lại mẹ nhé." Sở dĩ ông Phước nói như vậy là bởi thời gian đầu khi trở lại tàu, đêm nào ông cũng nằm mơ thấy bà cụ Xuân. Nhưng mà không lần nào giấc mơ tồn tại đủ để trông chạy tới ôm lấy mẹ của mình. Bà cụ Xuân thì đứng yên một chỗ, đưa cặp mắt và gương mặt đầy u uất nhìn con trai. Và khoảng chừng hơn một tháng trước, ông lại không còn những giấc mơ ấy nữa. Nghĩ chắc là bà cụ Xuân giận mình cho nên không cho thấy nữa. Lần này về ông quyết định sẽ tả lỗi và mong được gặp bà lại một lần nữa, dù chỉ là trong giấc mơ chóng vánh. Khấn xong, ông lúc này liền quay sang rồi hỏi: "Phượng ơi, dì con đâu rồi?" "Dạ con cũng không biết ạ, dừng thử gọi cho dì xem." "Mà thường ngày bà ấy có đi thế này nhiều không?" "Dạ cũng có, một tuần chắc tầm khoảng 5-6 ngày, có hôm tới tận tối muộn mới về." Ngay đến đây thì ông Phước nghĩ ngay đến chuyện cờ bạc của mẹ mình. Bởi một người không nghề ngỗng gì như bà thì làm sao lại đi ra ngoài đường nhiều đến như vậy. Ông cũng dự định đợi bà về rồi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ cũng lạ, vừa mới dứt luồng suy nghĩ thì trong đầu của ông có tiếng xe tay ga báo hiệu bà Diễm đã về tới. Nhìn thấy chồng, bà liền thẳng thốt miệng rối rít: "Trời đất ơi, bố thằng Luân, anh về lúc nào vậy? Sao hôm qua bảo là đến cuối tuần cơ mà. Anh có biết là em nhớ anh lắm không?" Ông Phước đáp lại bằng một vẻ lạnh lùng, kèm theo đó là một câu dò hỏi: "Em đi đâu mới về vậy?" "Em sang nhà bạn chơi, hay là đi đánh bài hả?" "Bài bạc gì? Anh đừng có mà đoán già đoán non rồi lại vu oan cho em nhá. Cả năm ngay cả một lá bài em còn cũng không chạm đến, chứ đừng nói là chơi. Anh xem này, em ở nhà bạn em làm lại bộ móng đi đây." Vừa nói bà Diễm vừa chìa bàn tay còn phẳng phất mùi sơn của mình. Ông Phước cũng nhanh chóng giãn cơ mặt: "Thì anh cũng chỉ nói đùa thôi mà, em không đánh thì là tốt rồi. Chứ dính vào cờ bạc khổ lắm, có ngày phải bán cả nhà đi cũng chẳng đủ đâu. Em biết mà, anh yên tâm, em có chết cũng thề là không có dám đụng vào chúng." "Mà này, thằng Luân từ dạo ấy nó có về không?" "Thôi anh nhắc làm gì, nó sống chết thế nào em còn chả biết, chắc là mình coi như là không có nó vậy." Ông Phước nghe vậy thì thở dài. Ông cũng không còn muốn trách mắng đứa con trai trời đánh của mình nữa. Chỉ mong cậu ta được bình an, kiếm tiền nuôi sống bản thân của mình là được rồi. Trở lại với bà Diễm, ông Phước về tuy cũng vui thật, nhưng mà sự có mặt của ông sẽ hạn chế những cuộc vui chơi sát phạt trên sới bạc của bà. Sợ mỗi lần đi bà phải tìm được một lý do hết sức chính đáng. Ngoài ra nếu cần thì bà phải dặn cả mấy bạn bè để nhớ ông có gọi điện hỏi thăm thì họ cũng biết đường để mà trả lời. Ngày đầu tiên của ông Phước tại nhà trôi qua trong êm đềm. Chiều nay ông ra khu mộ của bà Xuân để thăm viếng. Bộ phận nhìn chung cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Ông cứ nghĩ là do vợ của mình chu đáo, thế nhưng thực ra thì bà Diễm khi hay tin ông về đã bỏ ra mấy trăm nghìn thuê người ta dọn cỏ, sơn phết lại bia mộ. Thế là cái vai diễn con dâu hiền hậu hiếu thảo của bà vẫn được thực hiện một cách trọn vẹn. Đêm đến nằm cùng vợ trong phòng, ông Phước lại thầm hy vọng trong giấc mơ mình sẽ được gặp lại bà cụ Xuân. Thế nhưng mà cho dù có cố gắng tới đâu, ông cũng chỉ đánh một giấc cho đến tận sáng.
Lúc tỉnh dậy ông nghĩ hay chắc do nằm với bà Diễm vía nặng quá cho nên mẹ ông không thể về. Thế là ngay tối ngày hôm sau, ăn cơm xong thì ông mang chăn gối sang phòng cũ của bà cụ Xuân để nằm. Tất nhiên là cái hành động này không hề khiến cho bà Diễm hài lòng, bởi chồng ngài bà nuôi được đặt trên chiếc bàn ngay trong căn phòng ấy. Giờ mà ông Phước qua nằm thì làm sao bà có thể thoải mái cho cây ăn? Rồi nhớ ông tò mò rồi động chạm vào cái chậu cây ngài thì làm sao? Sự lo lắng của bà nhanh chóng được trở thành sự thật khi mà giọng của ông Phước lúc này vang lên. Em ơi, cái chậu gì thế này, sao lại để trong phòng? Bà Diễm lúc này chạy tới nơi thì đã thấy chồng của mình cầm chậu cây ngải trên tay. Thế là bà lúc này liền hoảng hốt, vội lao tới để rằng: trời đất, anh bị điên à? Ô hai em nói cái gì vậy? Cái cây này bộ có giá lắm hả? Đúng rồi, cây cảnh này thuộc loại quý hiếm đó, em mua mãi mới được về để trưng trong nhà cho nó có phong thủy. Mua bao nhiêu, quý cái gì mà trông như cái củ gừng thế kia? Anh thì biết cái gì chứ, sau này đừng có một động vào nữa nghe chưa. Tuy không hiểu nhiều lắm thế nhưng ông Phước cũng không muốn cãi cự vợ. Thế là ông lúc này liền gật gù: rồi, anh không động tới nữa là được chứ gì. Bà Diễm không đáp, trừng mắt nhìn chồng một cái rồi ôm chậu cây rời đi. Lần này thì bà mang về đặt trong phòng của chính mình. Ngắm nhìn cây ngải một hồi lâu, bà lẩm bẩm: tính ra thì cũng nuôi được gần một tuần rồi chứ. Đúng là bà ấy không về nữa, thế nhưng mà còn cái chuyện thầy Năm Ánh bảo cây ngải sẽ mang lại may mắn cho mình, không biết là nó có thật không. Nếu mà may mắn thật thì chắc chắn mình đánh bài cũng sẽ thắng nhiều. Hay là mình thử một phen xem thế nào. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, bà Diễm lấy lý do qua thăm một người bạn bị ốm, rồi tức tốc chạy đến sới bằng của Chín Thẹo. Và quả đúng như những gì mà tưởng tượng, lần đầu tiên trong cuộc đời bà biết đến cụm từ bất khả chiến bại. Dòng giã hơn 2 tiếng đồng hồ, không ván nào bà thua, chỉ có ăn ít hoặc ăn nhiều mà thôi. Hí hửng cầm sấp tiền ở trên tay, bà thầm nghĩ: nếu biết nuôi ngải như thế này thì mình đã nuôi từ lâu. Thế nhưng mà không sao, muộn có còn hơn không. Kể từ giây phút này, mình sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Tất cả chúng mày rồi sẽ phải quỳ dưới chân của tao mà thôi. Kiểu lúc đó thì ông Phước đang ở nhà tỉa tót mấy chậu cây phong lan ở ngoài vườn. Ông có thể nghỉ hưu rồi vui thú điển viên được rồi. Sắp tới ông sẽ dự định cải tạo lại sân trước thành một khu vườn với một cái giàn mướp lớn. Cắt tỉa xong xuôi, mồ hôi cũng đã nhễ nhại khắp người. Ông vào trong phòng lấy quần áo để đi tắm. Phượng thì lúc này đang ở dưới bếp nấu cơm trưa. Vừa bước vào đến nơi thì thứ đầu tiên mà ông Phước trông thấy chính là cái chậu cây kỳ lạ của bà Diễm. Nó được đặt nằm gọn lọn trong góc phòng. Thế vậy ông lúc này liền nhủ thầm: cái quái gì vậy? Rêu rao cái cây phong thủy một đống tiền mà lại không biết cách trồng. Cứ bỏ trong tối thì làm sao nó quang hợp được chứ? Rồi đến lúc chết lại bù lu bù loa lên vì tiếc của. Với bản tính yêu thích cây cỏ của mình, ông Phước lúc này không để yên như vậy. Thế là ông liền bước tới, mang chậu cây ra đặt ở trước sân, nơi hứng nhiều ánh sáng nhất. Lại nói về bà Diễm, chuỗi thắng của bà dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng do có chồng ở nhà cho nên bà không thể chơi quá giờ cơm trưa. Thế là ván cuối bà quyết định lấy toàn bộ số tiền mình có được. Thấy số tiền lớn quá, gần như tất thảy những người trong sòng bạc đều lắc đầu rồi đứng dậy. Duy chỉ có một người là còn ngồi đó. Đối phương có vẻ cũng không phải là tay vừa khi lấy một chiếc đồng hồ hàng hiệu đang mang trên tay có giá trị hơn 500 triệu để cược. Thấy hơi quá trời cộng với việc tự tin vào vận may từ cây ngải cho nên bà Diễm gật đầu đồng ý ngay. Ván bài quyết định khiến cho hàng chục con mắt đổ dồn về để nhìn. Ngay cả Chín Thẹo cũng tò mò không kém. Cả đứng ở kế bên thì thầm với bà Diễm: chị yêu của em, nếu ván này mà thắng phải cho tí lộc lá đấy nha. Mày cứ yên tâm, mày không mất phần đâu mà lo. Tuy nhiên nụ cười khoái chí của bà Diễm không tồn tại được lâu, bởi mấy lá bài được chia hoàn toàn dưới cơ của đối phương. Chỉ trong 2 phút ngắn ngồi để hạ bài, số tiền lớn đến hơn 400 triệu bà thắng từ đầu đến giờ đã bay đi sạch. Quá hụt hẫng, bà liền lắc đầu miệng lẩm bẩm: không, không thể nào. Thậm chí bà còn cho rằng đối phương của mình gian lận cho nên đòi chơi lại. Thế nhưng tất nhiên là chẳng ai đồng ý cho bà làm chuyện ấy. Bấy bách, bà liền quay sang mượn Chín Thẹo.
và với sự đảm bảo bằng miệng của mình rằng bà vay hẳn cả tỷ đồng để chơi tất tay. Nếu ván thắng này, coi như bà sẽ lấy lại mọi thứ. Nhưng tưởng đâu sự hung hăng máu gà này sẽ khiến cho đối thủ của bà chùn tay. Thế nhưng không, cá tia lại tiếp tục tham gia. Sau khi mà chia bài xong, bà Diễm hí hưởng lắm, bởi bà sở hữu toàn những lá lớn, từng chừng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên kết quả sau cùng, bài của người kia thậm chí còn mạnh hơn cả bài của bà. Quá sốc, bà ngã vật ra đất rồi ngất lịm đi. Phải mất một lúc lâu sau thì bà mới tỉnh lại. Thế nhưng tất nhiên là không còn cơ hội nào để gỡ. Chưa hết, chín thẹo còn mang giấy tờ ra đe dọa. Bà chị, lo mà kiếm tiền để trả nợ nha. Nếu không thì hậu quả khó lường lắm đấy. Nghĩ cũng thật là chua xót. Vừa mới nãy đây thôi gã ta còn chị em, nịnh nọt ngọt xớt. Bây giờ thì chẳng khác nào người dưng nước lã. Thất thểu trở về nhà sau màn đại bại, bà Diễm tức đến run giận cả người. Vậy là cái phép của ông thầy Năm Ánh không có linh nghiệm. Có khi nào ông ta lừa bà hay không? Và rồi khi còn chưa kịp xuống xe thì bà như chết lặng, bởi trong cái chậu ngải của mình nằm chồng chơ ở trong sân. Mấy nhành lá của nó đều đã héo úa và rũ xuống. Còn phần củ ngải thì khô khốc như thể không có sự sống vậy. Cái gì thế này? Bà Diễm nhảy bổ từ trên xe xuống. Bà lao tới nâng chậu ngải lên, miệng lúc này gào lớn. Trời đất ơi, cái gì thế này? Nghe tiếng của vợ thì ông Phước từ trong nhà chạy ra. Bà về rồi hả? Bà đi đâu từ... Ông, là ông làm phải không? Ngay cả ông Phước cũng bất ngờ bởi sự biến đổi này của chậu cây kia. Ơ, sao lại như thế này? Tôi mới bỏ ra cho nó tắm nắng mà có mấy tiếng thôi mà. Với lại trời cũng đâu có nắng lắm đâu. Sao lại chết héo như vậy? Trời đất ơi! Bà Diễm nằm vần ra nền đất, miệng bắt đầu bù lu bù loa. Trời đất ơi là trời! Ông Phước! Ông hại tôi rồi! Như sừng nhớ ra điều gì đó, bà nhổm dậy, ôm chậu ngải chạy tót vào trong phòng. Sau khi khóa cháy cửa, bà lấy con dao nhỏ, dành một đường thẳng ngang bàn tay. Máu cứ như vậy chảy ào ạt nhỏ xuống chậu ngải. Vừa trích máu, bà vừa lẩm bẩm: con cầu xin trời Phật dụ lòng thương con. Nhưng cho dù bà có nhỏ xuống bao nhiêu máu thì chậu ngải cũng không sống lại được. Thay vào đó nó lại càng khô khốc và héo úa hơn. Bất lần bà quẳng cả chậu vào vách tường rồi hét lớn. Nghe tiếng hét của vợ, ông Phước sửng sốt lắm. Ông vội chạy đến vừa đập cửa vừa gọi. Phương lúc này cũng tới để phụ giúp. Nhưng do đã khóa cháy ở bên trong cho nên không thể mở theo cách bình thường. Thế gọi mãi mà vợ không trả lời, ông Phước đành dùng đến cách cuối cùng, đó chính là phá cửa. Ông nghiêng người nghiến răng rồi lao thẳng vào. Nhưng cũng phải đến lần thứ năm thì cái chốt cửa mới được bật tung. Và rồi đập vào mắt của ông và Phượng là một hình ảnh hết sức kinh dị. Bà Diễm đứng trên giường bằng ngửa cổ ra hướng thẳng lên trần nhà. Máu từ vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay liên tục chảy ra thành từng tia. Quá kinh hãi, Phượng thét lên rồi ngất lịm đi. Ông Phương bình tĩnh hơn cho nên vội vàng lao tới đỡ lấy vợ rồi đưa đi cấp cứu. Và đến bệnh viện, tình trạng của bà Diễm trở nên tồi tệ hơn khi bà bắt đầu làm những hành động hết sức quái dị. Hết nhảy lên mấy cái băng ca rồi lại bỏ lít dưới nền nhà. Trông bà bấy giờ hệt như những con thú chứ chẳng phải là người nữa. Đỉnh điểm là khi mấy người y tá định lao đến khống chế bà thì bà lại bắt đầu tấn công tất cả. Hễ ai tới gần thì đều bị bà nắm tóc, đánh đấm không thương tiếc. Cuối cùng thì ông Phước lại thêm hai người bảo vệ nữa mới có thể giữ được bà lại để tiêm thuốc an thần. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tình thế, bởi khi thuốc hết tác dụng thì bà Diễm lại tiếp tục tấn công bất cứ ai xuất hiện trước mặt của mình. Không còn cách nào khác, ông Phước đành đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Vì bà thuộc trường hợp bệnh nặng cho nên không cho người nhà vào thăm nuôi. Từ bệnh viện, ông Phước thất thểu trở về nhà. Phượng thì đã về lại nhà của bố mẹ mình. Bây giờ nhà chỉ còn lại một mình ông. Nhìn căn nhà vắng lặng, ông thả mình nằm tựa xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Trong lòng lúc này rối bời lắm. Tất cả những chuyện vừa diễn ra ở đây, làm sao ông có thể giải thích cho được. Nằm suy nghĩ miên man một hồi rồi ông Phước thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ thì lại thêm một điều mà ông không nhớ đến nữa. Chính là ông lại thấy hình ảnh của mẹ mình. Bà cụ Xuân hiện ra đứng ngay trước mặt. Trông dáng vẻ của bà bây giờ hiền từ lắm, chứ không còn điệu bộ hốc hác u uất và cặp mắt đen ngòm.
Qua xúc động, ông liền lao đến ôm chầm lấy mẹ. Cái cảm giác chân thực tới nỗi ông cảm nhận được hơi ấm của bà cụ. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng chịu gặp con rồi, con nhớ mẹ lắm. Thế nhưng bà cụ Xuân lại chẳng xuất hiện lâu. Trong thoáng chốc, ông Phước thoáng nghe thấy nụ cười hiền hậu của bà, rồi như một làn khói tan biến đi. Tỉnh dậy thì trời cũng đã tối hẳn. Ông chạy ngay đến bàn thờ của bà cụ Xuân, rồi khóc lên như một đứa trẻ. Đây cũng là lần cuối cùng ông thấy được bà hiện về. Lại nói về Chín Thẹo, sau cả tuần gọi điện không thấy bà Diễm bắt máy, lại nghe được tin bà trong viện tâm thần để trị bệnh. Tất nhiên là gã không tin. Với sự sành sỏi của mình, Chín Thẹo cho rằng bà Diễm đang giả bệnh để trốn nợ. Thế là ngay chiều hôm ấy, gã kéo theo 2-3 tên đàn em và làm loạn. Lâu đến gần phòng của bà Diễm còn chưa kịp đe dọa, thì bà đã lao từ bên trong ra. Trên tay cầm theo một cây kim tiêm, bà đâm thẳng nó vào trong hốc mắt của Chín Thẹo, rồi đè vật gã xuống. Với sức của một người phụ nữ trung niên, làm sao có thể địch lại được đám giang hồ quen việc đấm đá. Thế nhưng hiện tại thì lại khác. Mấy tên đàn em cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tách được bà Diễm khỏi người của đại ca. Đến khi bảo vệ và bác sĩ đến tiêm cho bà một mũi an thần liều cao thì bà mới ngã vật ra. Tuy nhiên mọi thứ với Chín Thẹo đã quá muộn. Cái bể chính con nợ của mình bóp cổ cho đến chết. Mất đi đầu não, song bằng nổi tiếng của Chín Thẹo cũng tan rã. Đám đàn em kẻ bị bắt, kẻ bỏ trốn sang nước ngoài. Còn bà Diễm với tình trạng bệnh tình hiện tại, cộng với bản án giết người trực chờ trên đầu, chắc sẽ chẳng bao giờ bà được trở lại sống một cuộc sống bình thường như trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả.